Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thái Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là World Castle nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy cho mình một like, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Và bắt đầu thế nào, let's go. Hiện tại tôi đã có khoảng hơn 116 triệu vàng và khoảng 79 game để mắc anh em ạ. Tôi tiếp tục là nâng nha anh em ơi. Vẫn tiếp tục là cày, cái này thì mình cày song song như đã nói, mình có một cái máy điện thoại mình để ngồi cày bên cạnh. Đấy. Cày một cái anh em nhé. Ở đây ta sẽ có cái shield caster tăng. Ồ cái shield này lúc nào nó cũng mắc luôn đấy anh em ạ. Cái bullet minigun này lúc nào cũng sử dụng cái súng máy để bắn rất là mạnh nha. Mình nâng mắc vì hiện tại đang level 254. Ở dưới cái barista là 380. Nó có một cái skill là cộng 500 đam cho bọn bắn bọn fly và bọn bay anh em nhé, khá ngon ha. Đây mình nâng cấp cái minigun ha, tiếp tục nâng cấp súng ha, pháo phòng không của chúng ta. Cái này mình nâng cấp ở game anh em ạ. Đấy rồi đam sẽ tăng lên anh em ạ, đam tăng 2k1, 2k2, 2k3. Nó phê lắm anh em ạ, bắn phê lắm anh em ạ. Súng này dùng để bắn, thật ra thì bắn attack speed very fast, đây là có kỹ năng thôi, còn đam nó 2600. Nếu mà muốn bắn rồng thì một cái ballista này, ballista là có cái đam 500 đam cho monster bay nha. Mà muốn nâng cấp bắn rồng thì chúng ta sẽ cần phải nâng cấp cái bọn cung mới lên đây. Đơn giản. Cái này thì lúc nào không bao giờ bị lỗi thời anh em ạ. Rồi ok, lúc nào cũng sẽ nâng được đấy. Và nâng tốn lắm ấy, tương đối tốn dã man luôn anh em ạ. Rồi anh em ơi, tất cả các thứ mình đã nâng gần như là sạch. Còn cái phần đồ anh em ạ, cái đồ của chúng ta, cái này ý, giúp chúng ta sẽ có 2 leader. Cái này sẽ tăng cái tỷ lệ crit dam. Ô, có thể nâng cấp được nữa à? What, cái này nâng cấp được anh em ạ, nâng cấp đá đủ mà cái ui làm gì đủ 21 triệu vàng à, và 1400 đá. Đây nó đang đi khai thác đá đi các thứ đây anh em, chính xác là upgrade. Không có gold luôn, gold đào ra để upgrade đấy. Đó, ok. Tu castle. Đây này hoàn toàn nó có thể nâng được cái đồ nha anh em ơi. Cái đồ cũng rất là quan trọng ha. Cái đồ này tăng đam cho archer, tăng cho cung thủ, tất cả cho cung thủ. Cái ngọc này thì đúng rồi, hôm qua có anh em hỏi. Có anh em hỏi trong cái video đấy. Anh em hãy để lại những comment, những đánh giá cũng như là like để mình có thể cho anh em lên TV tập sau nhé. Hôm qua mình vừa thấy có một câu hỏi ở trong cái phần là triệu hồi Golem anh em ạ. Rồi anh em ơi. Rồi chúng ta sẽ mặt cười. Anh chơi lại Master Legend đi, hai anh hay quá anh. Comment 3 chúc anh lên 700k sát. Cảm ơn em nhé. Anh ơi giờ bá tổ cast anh mới có 4 con Uber Ray, mong anh chỉ giáo, em sắp sang xong chấp 2 chuẩn bị có Uber rồi, quá ngon em ơi, chúc mừng em. Các bạn hỏi là cho mình hỏi con Golem băng và con Golem kia ở đâu dậy, rồi mình có con Golem đá với Golem cây mà không biết nếu có nói trong đội hình. À đây dễ mà anh em, thì anh em muốn có Golem đấy đúng không, anh em hãy phải mua 2 cái viên ngọc vào cho mình. Một con nó sẽ triệu hồi ra 2 cái con Golem độc nha anh em. Sức tấn công sẽ là 200% của cái Archer Attack. Đấy, Attack Speed Archer sẽ bằng là Attack Speed của Archer và E Dam 120 Dam ha. Ok, 120% Dam. Còn đây là con Ice Golem cũng là bằng cái Archer Attack. Archer Attack là cái này đúng không? Đây chính là bằng cái đam, có nghĩa là cái con Golem nó càng khỏe thì do cái bọn Archer này nhé. Đấy là do 2 cục này nó liên quan đến cái bọn Archer, đam của Archer mà mình nâng rất nhiều đam của Archer anh em ơi. Attack speed cũng sẽ là attack speed của Archer nha anh em ơi, là cái bọn cung thủ này. Nó tác dụng gì nữa, đóng băng enemy trong vòng 1 giây nha anh em. Đấy, cũng khá là hay. Sapphire có 2 viên ngọc là Sapphire và Emerald mình đang cộng 2 thôi, Sapphire mới cộng 1 thôi, mới cộng 0 thôi, có thể nâng cấp được nhé. Tiếp tục là cho có cái topaz. Đây tất cả là 3 loại golem, là anh em sẽ có thể gọi thêm một con golem lightning golem. Attack sẽ bằng là 200% của archer và attack speed sẽ là khả năng stun anh em á.
đấy là những cái đồ mình dùng, và là mình dùng cái đồ unlock thêm một tướng nữa. Thật ra trong này nó có rất là nhiều đồ xịn sò, nhiều đồ nữa. Đây là những cái đồ đầu bảng, những cái thứ mà chúng ta dùng để cày vàng. Đây là gì? MP Recall 95%, rất nhiều đồ lắm. Colony Gold 1%. Đây là viên ngọc giúp chúng. À đây, tôi đang cầm viên ngọc ở đây thấy. Găng tay của Thanos 15% đam. Mình thì không biết là best item sẽ là chơi cái gì. Cái mình chơi cái này là chơi chọn golem nhá. Mình sẽ chiều ra golem các kiểu của đà điểu ABC gì đấy. Ok. Rồi mình sẽ thử tìm xem nào. Có cái best item không? Best item chắc phải nghiên cứu á. Nó có tùy từng chuyện á. Growcaster best item. Best item. Craft Epic Legend best setup for way. À đây đây, có best setup rồi. Tôi sẽ xem cái best setup là cái ngay mà. Đây. Đầu tiên là cái Archer đúng không? Thứ hai là họ sẽ sử dụng cái này. Đó chính là cái cái sơ mình mua rồi mà nhỉ. Vãi cả cút. Sao lại chưa thấy mua? Ảo à? Thế là ngon mà. Monster Power cộng thêm 40% đam Boss Master cộng 2. Sức mạnh Way cộng 1. Cái này để đánh nhiều Way hơn. Devin Horn à. Cái này gọi nhiều quái vật hơn ra tới đúng không? Nó là kiểu như vậy anh em, phải không? Phải không nhỉ? Dịch sai này ngu người à. Monster Power là sức mạnh của quái vật đấy. Sức mạnh của team địch à? Sẽ cộng lên 40%. Và Boss Master sẽ cộng 2 con Boss. Cái này dùng để farm. Cái này dùng để farm một chắc cú hơn này. Đây này, cái này là Free Auto Battle Wage và... Và sao đây? Không thể kiếm được gold á. Crystal trừ 50%, tham cộng 15% gold bonus á. Cái này mình nghĩ là không cần thiết, nó không chịu hồi được mấy con kia ha. Cái này để đánh quay á. Và có cái cung anh em ạ. Có rất là nhiều người dùng cái cung. Cung này á. Archer Critical mua vào 80.000 đó. Equip vào đâu mới được? Equip vào đây. Nhưng mà mình mất một con. Đấy, đó là cả vấn đề nha anh em. Rồi thì đây là họ mua xong hết rồi, mình còn một số cái mình chưa mua ha. Ok, cái map này mình chính là có mấy deck ấy. Mình có 2 deck thì phải. Ồ, deck này mình chưa hoàn thiện anh ạ. Mình mới hoàn thiện deck 3. Và deck 3 và deck 4. Deck nào để đi đánh nhau? Đây đây cầy vàng. Đây cầy vàng anh em ạ. Còn đây là X5 không có luôn. X3 thôi. Đây X3 vẫn đang đây đích triệu hồi anh em ạ. Đây đích dành cho team triệu hồi nha. Rồi, đi săn rồng thì thực ra thì mình săn được từ con rồng green tới mấy con rồng thôi kia thôi. Nhanh lắm anh em ạ. Không có mất xong rồi. Con rồng green thì một hit à. Chúng ta sẽ có cầy đồ luôn anh em ạ. Con này chỉ có tầm 200 giáp thôi. Rồng xanh anh em. Rồng xanh thì yếu quá. Còn cung là cung à. Với gọi đệ anh em ạ. Knock Chain Black Dragon tôi cũng ăn được à. Cũng nhanh lắm. Đam to dã man luôn. Nâng cấp đam từ bọn cung lên mà. Cooldown cũng 10.5%. Cái này để cầy à. Red Dragon tôi cũng có thể đánh được. Chỉ có Sin Dragon thôi nha. Dùng đỏ thì dễ mà. Không phải quá dễ. Có thần rớt này anh em ạ. Thần rớt đối đầu với rồng xanh luôn. Dam cộng 4. Earn Ring. Chúng ta có một cái Earn Ring ha. Sin thì không đánh được. Sin từ dưới này Bond Dragon thì cũng chịu ha. Tôi nghĩ là mình sẽ mang quân đi đấm nhau ha. Chúng ta sẽ chuyển lại thành cái Town Cannon để phá thành nha. Đây là công thành thôi anh em ơi, công thành chiến nào. Ok, let's go. Được rồi. Không sao, đánh nốt vài quân này không có vấn đề gì đối với mình cả. Nó thật ra là khá là đơn giản, khá là dễ đối với mình thôi. Đánh
dựng vào cái quay này thì đơn giản ném đá rụng tường. Cái này là đây là có lợn rừng này, mấy con cái thứ này. Cái này cây lâu lắm rồi, cái đây khoảng 2-3 năm thôi, các ngươi là khoảng 2 năm không có khi về 3 năm thì lâu lắm rồi, nhưng mà lắm rồi cây này thầy nó sợ rồi. Phá nhà đi anh em, đúng rồi, công thẳng vào nhà nó còn gì đó. Nó sợ yếu đấy nhỉ, tại vì là mình dùng cái pháo à, không các bạn là quê của nó này nó khỏe lên như vậy, không phải là yếu. Nó có thêm mấy tòa tháp quái vật ở đây này. Ok, có chết rồi. Để xin anh em ơi, chiếm vùng đất đây này. Có nhiều vùng đất mình còn chưa chiếm được anh em ạ. Đây những vùng này mình chiếm rồi này, những vùng đất nhỏ nhỏ lẻ từ ngày xưa tôi chiếm được rồi. Cho mình chiếm được chưa? Như này chiếm được chưa? The town is full. Là sao nhỉ? The town is full. Mình cũng không hiểu lắm cái vấn đề này nhưng thôi kệ đi. Cái ngôi sao này là cái gì đấy? À, để nâng cấp anh em ạ. Cho chỉ có đúng 7 điểm. Next point ở 3000 way ạ. Ở way thứ 3000 thì chúng ta sẽ được next point à. Way bao nhiêu à? Way mới có 2000 mấy ạ. Dạ mà cái banner này là bang hội anh em ạ. Vẫn bang hội từ ngày xưa luôn. Cái này cái gì? Cái op gì đây? Có thêm một cái op mới này anh em ơi, nơi để chúng ta mở khóa cái này rồi. Đây rồi, để tăng cường sức mạnh rồi. Mới xem mình không biết. Nhưng cần cái đá đỏ cơ. Cái đá đỏ kiếm đâu ra nhỉ? Cái này đánh rồi nè, chỉ có vùng đất này thôi. Đấy, đây là tất cả các vương quốc mình đã từng chiếm từ ngày xưa nha anh em ơi. Ngày xưa luôn đấy. 8000 điểm không lấy được á. Mấy cái vùng đất ngoài biển mình cũng đã đấm nhau hết vào đó rồi. Cái này là vùng đất gì? Nhà của nó đâu? Có bọn phi giáo từ xa anh em. Không vấn đề gì, ra không vấn đề gì quá lớn cả. Tôi vẫn đang ấy được vì tôi có rất là nhiều đệ. Đẹp team full đệ mà. Ui, vãi lồng. Ui, 8000 sức mạnh cái nó vả cho không còn một giọt máu anh em ạ. 8200, 7500 rồi. Tám nghìn là mình không với tới được luôn anh em ạ. Bảy nghìn 550 anh em. Đây, 550. Công tòa thành nhỏ này nó đấm nhau này vỡ mồm rồi, chưa nói gì đến mấy cái tòa thành kia anh em. Thút, ui thua vãi nồi. Cái này mình phải đánh được chứ. Sao cái cờ trắng này là sao? Colony Gold là cái mình đã chiếm rồi đấy anh em ạ. 7550. Ngày trước là mình không dùng cái này đâu. Ok bạn ơi. Vẫn thua anh em ạ, vãi lồng luôn. Mình bỏ thằng nào ấy, thằng rớt ra đi. Rớt được công khỏe mà. Rớt level 103. Earthquake Stun Hunter. Cái này mình không cần này. Mình stack up à. Mình lấy một con mà có khả năng là sửa thành. Vãi lồng luôn. Repair Equip Law Mark. Tại vì con cần nó này sửa thành em ạ. Không là nó đấm vỡ mồm. Mình gần thắng rồi. Mình chỉ cần sửa thành một phát thôi là lấy được luôn anh em. Chúng ta lại yếu đi anh em ạ. Chúng ta bỏ con mình cầm con sở thành vào thì chúng quân ta lại yếu đi à. À cả vấn đề rất rất là lớn đấy.
là công kiểu gì. Ô, mình có thêm một cái, ô cái này phải mua một tiền đã. Hero slot này phải mua một tiền mẹ nhà nó. Lost ox, con này lấy vàng thôi mà. Con nào nó khỏe Tony hơn 300, Skeleton King cũng cũng khỏe mà. Triệu hồi ra chúa tể của đang suy nghĩ là lấy cái gì bây giờ. HP có thể sửa được nhưng vấn đề là đánh kiểu nồi gì bây giờ. Con rộng, con đập đất khỏe mà, đập đất khỏe vãi cả trưởng luôn ấy. Đừng đùa với con rộng đất anh em ơi. Vấn đề là mình đang nghĩ ở đâu nhỉ? Mình thua là thua ở đâu nhỉ? Không biết mình thua ở đâu. Thua một gom tí rồi. Có thua nhanh hơn anh em ơi. Trận này có thua nhanh hơn luôn. Không thể thắng được cái trận đấy à. 7.550. Bên này toàn 26.000 thì đánh như thế nào quá được. Không đánh được. 8.000, 9.400. 7.550 là cái thành gọi là yếu nhất ở đấy anh em ạ. 8.000 không đánh được. Không với được. À, anh em có chiến thuật gì để đấm tấn công cái này không ta? Nó khó nhỉ. Thật sự là khó ấy. Ôi, ở đây đấy. Những cái cửa dễ này. Ủa, đầu sừng dê anh em ạ. Vương quốc sừng dê à? Không luôn. Vương quốc sừng dê 4.000. Chết. Ui, vương quốc sừng dê khỏe thế. Quái lồng không đánh được luôn ạ. Ảo thật. Đánh thế quái được. 1.900 thôi. Đâu khỏe thế nhờ. Chưa tưởng tượng sao tư nó khỏe đến thế này. Ok rồi, và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé. Bye bye.